Bà con ơi, cá đao, bà con đã biết cá đao là tốt vô cùng cho sức khỏe mà bà con. Cá đao tốt cho sức khỏe mà cũng rẻ tiền, dễ ăn. Nhưng mà riêng có một số người, một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn. Ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà không tốn gì cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe nha bà con. Không tốt gì cho sức khỏe đối với những người và những bệnh như thế này thì vui lòng đừng ăn. Và những người tuyệt đối không ăn là không ăn mật cá, não cá, không làm gỏi vạn sống, bệnh gút, bệnh lét dạ dày, thoát vị hành, viêm túi mật, viêm tụy, bệnh về mắt là vui lòng đừng ăn cá đao, mà tuyệt đối không ăn cá đao là mật cá, não cá, và làm gỏi ăn sống nha bà con. Còn ăn cá đao nó tốt vô cùng cho người có bệnh trào ngược, giảm viêm lét dạ dày, sỏi mần, hạn chế cơn đau khớp, tích cực tốt cho bệnh cái mạch tiểu đường, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch. Ăn thì ta ăn giống như những loài cá bình thường khác, nhưng mà khác ở chỗ là ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày. Bà con ơi, kênh chúng tôi là một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và 4 video đời sống sức khỏe, bệnh gì, ăn gì và kiêng gì, cử gì thì sớm đến với bà con. Bà con đăng ký nha bà con, đăng ký và ủng hộ chúng tôi bà con ơi. Và bà con biết rằng cá đao là không nên ăn mật cá, nạo cá, tuyệt đối là không ăn mật cá, nạo cá, không làm gội với cá, không ăn cá sống, bệnh gút, viêm lét dạ dày, thoái vị hành, viêm túi mật, viêm tụy, bệnh về mắt là tuyệt đối không ăn cá đao. Ta tuyệt đối không ăn cá đao là cá đao nó tốt vô cùng, còn lại là nó tốt cho những người bị trào ngược, giảm viêm lét dạ dày, sỏi mật, hạn chế cơn đau khớp, tốt cho việc tích cực cho sức khỏe, cho bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, nó tốt cho việc nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch. Cá đao ta ăn bình thường như các loại cá khác, nhưng mà ăn 5 ngày, bà con ta nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Bà con vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và 4 video đời sống và sức khỏe sớm đến như bà con. Bà con đã biết rất nhiều, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, xin chào nha.